Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đến huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay đến để thăm cô, một người cô may đã bị tật nguyền quý vị. Do cái video Châu Phú quay, nó đã bị hư, nó bị tắt tiếng quý vị, khúc đầu không biết sao nữa. Thì nên Châu Phú ghi âm lại. Thì hoàn cảnh của cô này quý vị là tật nguyền từ nhỏ đến lớn, thì không có con cái gì trơn á, mà may thì chỉ có được có một cái tay thì quý vị, tay kia cũng bị tật nguyền nữa quý vị. Thì nên Châu Phú đi đến để quay lại toàn cảnh cho quý vị xem. Thì cô á là cái nhà là bị sập, thì được các cô chú bên đồng đạo đến cắt và hỗ trợ cho cô quý vị. Thì hoàn cảnh khổ lắm, thì nay Châu Phú ghi âm lại thì tường trình, mong quý vị đồng hành cùng Châu Phú nhé. Dạ, rồi con chào cô. Dạ, thì thưa cô, hôm nay con đến đây để mà con quay á, là con trước á, là để con thăm cô, sau đó thì cũng cùng với anh em gửi một phần quà cho cô là 10 kg gạo và một thùng mì. Cảm Dạ, ơn. thì trong đó là thùng mì á, là của chị Thủy Châu ở bên Mỹ gửi cho con, và gửi một số tiền cho cô nữa để giúp cho cô ha. Dạ. Thì qua đây thì con cũng nhờ cô là chia sẻ là cái hoàn cảnh của mình. Cái nhà này vậy là cô cắt lại bao lâu rồi? Chú cấp tháng 7 năm rồi, Tháng gần 7 năm tháng rồi hả 7. cô? Vậy là cái nhà trước của mình sao mà chú Út cắt cho cô? Nó bị sập. Là nhà cô bị sập ha. Dạ. Rồi chú Út đó là ở đâu cô? Chú Út đó bên Gạch Ông. Chú Út bên Gạch Ông ha. Là chú cũng chuyên cắt nhà từ thiện hay sao cô? Chú Út mà cũng như mới biết lần đầu á, chú Út cất nhà cho anh ta. Dạ. Rồi cái chú Út nói cho bộ xưởng không à, Dạ. mà thấy con tội nghiệp quá à, thôi cho thiết lập rồi cho thiết dựng luôn. À dạ, vậy là cô có số của chú Út đó không? Không. Dạ. Ở lúc đó chú Út cũng có quay phim á, Dạ. có quay phim nữa mà tại tư không có tin số không biết. Dạ, chứ tại vì con cũng đang tìm cái một người đó mà để làm từ thiện như thế này, thì con có thể để làm những gì mà con hỗ trợ được cho chú thì con làm. Thì để gì nữa con sẽ nhờ cô hỏi kỹ cái chú Út ở đâu để con tìm, thấy không? Dạ, vậy là cái nhà của cô là chú Út cắt giùm cho cô, và thấy cô khổ là cho con luôn. Cho con mà cho thiết lập luôn. Vậy đó ha. Còn hiện giờ là con thấy cô đang may đồ hả cô? Tự may đồ Dạ. Cô may đồ vậy là một ngày kiếm được nhiêu cô? lúc trước từ mai ngày ba bộ cỡ này bị tay tư đau quá, Cái tay này bị sao? nó từ có cái tay này mặn à, mà cái tay này giờ nó khớp á, cái ông chú ổng hút thuốc cho tôi uống thì ổng nói bị nhức khớp, rồi sao giờ nó rứt cái răng lại luôn. Bây giờ cô đi đánh chú Sáu Mâm á, con quay lên đó để chị thử rồi Tôi không có đi lên xe được đó, tôi lên xe đò được á, con. giờ Ủa không vậy có là cô lên bị được, sao vậy? hai cái giò tôi không có đứng được, Dán giò coi. hai giò tôi không có Vậy đi, là hai cái chân bị tật nguyền nha quý vị. Dán lên 2 giò luôn. Vậy là cô đâu có đi được hả? Không có đi. Không đi được sao chị bệnh đây? Vậy là cô có con không? Có mình anh Tư hả? Không, không có chồng con gì hết hả cô? Không, hồi đó có ba má, rồi ba má giờ mất hết rồi, Tư thờ má Tư. Vậy là cô thờ mẹ ha, Rồi anh ba bà. anh thấy tội nghiệp của anh thỉnh ba gì ngoại Thỉnh anh bà thờ. ngoại ha. Dạ. Dạ. Rồi hiện giờ cô thu nhập ở đây vậy là bao nhiêu được, bao nhiêu một ngày vậy đó? Hôm nay chỉ có Cỡ tay này hả? cái tay Tư đau quá à, từ mai ngày có một bộ hả? Cái Tư nói nè kệ đi, nó miễn mình có tiền mua thuốc uống cũng được vậy. Một bộ vậy là được bao nhiêu tiền cơ? Từ mai có 30.000 bộ hả? Là ngày làm được có 30. Rồi giờ giải đi cô, bán gì thu nhập được không? Giải đó thì của cháu, không phải cháu mà cái người đó người ta bán giải, cái người ta thấy Tư á, người ta tội Giải nghiệp vô đây. cái người ta gỡ giải vô. Mai Người gặp bán ông giải đi. ha, cái người đó tên gì ở đâu cô? Tên Diệu ở bên Ngã Bác á. Chị Diệu ở Ngã Bác đã giúp đỡ cho cô là gửi giải cho cô bán để kiếm tiền thêm á ha. Cũng như nó nói gì nè, bán đi rồi miễn có được bộ nào thì điện nó lấy tiền bộ nấy gì đó,
này như là cô may gia công. Dạ. Họ được gửi giải. Rồi cái máy vắt sổ này cũng của anh Diệu nè, nó đem qua cho Tư. Ai là của chị Diệu giúp đỡ cho cô như vậy đó ha. Ừ, nó đem qua nó nói Tư, Tư mà vắt sổ đi để Tư không có đi vắt sổ được. Dạ. Rồi cái hiện giờ ở đâu cô có thể đạp máy may sao đâu, cái chân tật gì đạp được không cô? Tư mang cốc đề này nè. Ai vậy ha? May bằng cốc đề đè cái chân lên ha. Đâu cô có thể may cho con coi thử không? Coi một đoạn. Chân cô có tật nữa không? Từ nhỏ luôn hả cô? Hồi đó 4 tuổi cái Tư bị bệnh tới giờ luôn. À vậy ha. Thương quá. Cậu thứ mấy Tư không biết. Dạ, con tên Châu Phú. Châu Phú. Dạ. Cái này là đồ mới cô đang may hả cô? Đồ mới Tư may cho khách. Dạ. Là 30 ngàn bộ vậy ha. May vậy đó có 30 ngàn nè. Dạ. Nè, mình gì là 30 dạ, nè. Dạ, dạ. Tư mai lúc mà Tư không có bệnh cái tay á, Tư mai ngày tới 3 bộ đồ lận. Thì cỡ này cái tay Tư đau nhiều quá à Tư mai á. Ngày hôm qua tới giá cậu ra cho gạo đó. Mà Tư bán được 2 bộ đồ với Tư không có nấu cơm ăn luôn. Tới giờ đó Tư chưa nấu cơm đó. Cái tay đau là tay mép bên kia hả con? Tư mặn được có cái tay này nha. Còn cái tay này thì Tư có tật hồi nhỏ. Cái tay này là có tật từ nhỏ. Rồi cái tay này hiện giờ rồi tay này đau rút gần lên luôn rồi. Trời ơi ghê vậy. Rồi cái có hồi tháng 7 năm rồi đó là chú Út cho đó, cái nhà là lúc đó Tư mới nằm bệnh viện gì đó, cái đám dỗ má Tư á, cái chú đám dỗ má Tư cái nhà nó sập rồi chú Út mới cho. Cô ơi con thấy cô làm cực khổ quá ở dưới chú Sáu hả, mà hiện giờ con đang quay nè cô, có lo cho người già người bệnh cái gì nè cô? Nếu mà ở đâu là ở dưới chỗ gạch giá đi xuống đường gạch giá không? Đây xuống dưới cỡ khoảng 10 cây. Có thể là con lại đó đó, ông bà đồ vui vẻ lắm. Người ta chăm sóc thuốc men cho cô tận tình lắm. Ở đó là hiện giờ là các bà đến đó là rất là vui, con có quay trên video Châu Phú cánh nói không? Vậy là mình trị bệnh luôn hả gì? Đúng rồi đó, ông lo cho thuốc men tất cả luôn cô ơi, khỏe lắm. Thì cô cứ tính lại ha. Nếu mà cô có muốn mà đến đó đó, mà để vừa trị bệnh mà vừa ở đó mà để mình dưỡng lão sau này luôn đó, thì con có thể đến đó con hỏi con gửi cô vào đó. Tư thờ má Tư. Tư thờ má Tư rồi đi đâu bỏ nhà đâu được. Cái nhà này chú Út cũng cắt đó, rồi giờ mình thờ má. Anh ba anh Tư nghiệp Tư, anh thỉnh ba gì ngoại. Thì cũng như là cô có thể cô coi cái nhưng mà cái tay cô đau không thể làm được, thì có một cái nơi đó đó thì cô cứ tính lại. Con thấy chỗ đó là lo cho người lớn tuổi là rất là vui vẻ đó nha. Đến đó không muốn về đó, thì có gì cô muốn vào đó thì cứ alo cho con nhé. Dạ. Cảm ơn cậu để từ giờ để mặn được gì nè. Tôi nói mặn ngày cũng mình như có tiền mua thuốc uống á. Dạ. Thì cũng được rồi để mà lặng thờ má cơm nước. Thì đó khi nào muốn đi thì cứ alo cho con nha. À. Dạ, cũng đi đó. Rồi. À Núp ơi. Chào bạn. Vậy là được rồi hát không? Dạ cảm ơn nhiều. Vậy là mai vậy là tốt rồi. À. Để cái chân lên vậy đó ha. Cái chân này Tư mà con cóc á, cái lò xo nhẹ Tư mới mai được đó. Dạ, cái lò xo nặng đạp Tư không có đạp được. Dạ. Đây nóng quay giùm em cái nóng quá. À để đây luôn à. Đó, lên đó ngồi luôn đây. Dạ. À. Dạ. Nốt thấy còn quay còn nhảy dây phải không Nốt? Còn.
Rồi. Đây, con ngồi đưa chân xuống đây giống nãy luôn đây ha. Cô đưa chỗ này cô đưa. Rồi, rồi ngồi bình thường thấy con. Dạ. 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 Rồi vậy đi, ngồi vậy đi con. Rồi. Rồi. Thì hôm nay cho Phú đến đây, đây cũng là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn quý vị. Thì thấy quá xót xa. Ngày nay cho Phú cũng đến là trước con thăm cô. Sau đó thì cũng có những cái phần quà là một thùng mì của chị Thủy Châu và đây là mạnh thường quân của anh Út đã gửi cho cô 10 ký gạo ngon ha. Dạ. Cảm ơn cậu Út gửi cho 10 ký gạo. Cảm ơn chị Thủy Châu. Thủy Châu. Dạ dạ. Thì qua đây con cũng trích số tiền của quý mạnh thường quân để giúp cho cô thì vượt qua cái lúc khó khăn như thế này hết con. Kính thưa quý vị thì đây hiện giờ cô đang bị tật nguyền quý vị. Đây hai cái chân đây không có thể đi tới đi lui được và cũng không thể đi khám bệnh được nha quý vị. Cái tay này là hiện giờ là đang có tật luôn nè quý vị, không có làm được hồi đó giờ hết cô. Không có làm được, có cái tay này hả mà tay này giờ nó rút gân là rút gì? Rút gân gì đây quý vị? Bây giờ là bị không quá khớp rồi. Dạ dạ dạ. Nó sưng chỗ này hoài. Dạ dạ. Thì bây giờ thấy hoàn cảnh cô vậy đó quý vị. Thấy quá khó khăn nên Châu Phú trích số tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú để giúp những hộ nào khó khăn. Thì đây là hộ gặp khó khăn thật nha quý vị. Qua đây con xin đọc ra là người thứ nhất là chị Thủy Châu gửi cho cô 500.000. Cảm ơn chị Thủy Châu. Dạ dạ dạ. Người thứ hai là chú Minh La gửi cho cô 500. Cảm ơn chú Minh La. Dạ. Người thứ ba là chị Lưu Thị Xuân Đào gửi cho cô 500. Cảm ơn chị Xuân Đào. Dạ. Người thứ tư là chị Mai Siêu trợ duyên cô 500 nữa là tổng cộng là 2.000.000. Cảm ơn chị Mai Siêu. Dạ. Thì qua đây Châu Phú cũng xin tạm biệt quý vị tại đây và cũng không quên chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn. Châu Phú cũng không có lời lẽ gì nên chúc toàn là chúc có nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn, mong quý vị thông cảm nha quý vị. Dạ, thân ái kính chào và tạm biệt nhé.